Hôm nay mình có đi chợ, mình mua được một ít cà na về để mình làm món ngâm đường để dành Tết ăn nha mọi người. Giờ làm thêm vài keo để tặng cho anh em ở xa. Mời mọi người theo dõi mình làm cà na nha. Và muối. Ủa lấy cái gì cắt cái cùi này đây. Cắt cái cùi này đây. Hỏi nha. Là gì gì cắt ngang đây không đi. Ờ. Cắt không hay là khỏi. Khỏi đâu. Cà na này nhỏ hơn cái cà na ngang qua này. Đừng có bự quá mà cũng đừng nhỏ quá. Còn nhỏ quá thì sợ nó bị xúc. Cà na mà được Tết thì nhậu lai gai đồ. Nhỏ quá thì nó sợ nó ngon lắm nha mọi người. Tết cái mình ăn thịt cá đồ cái mình ngán. Giờ mình nhậu có cà na nữa thì bén lắm á. Ủa cái cà na này đâu có giống cái cà na Thái đâu ha. Làm Tết chưa? Đừng bự mà cũng đừng nhỏ gì vừa vừa. Vừa cạp được rồi hả? Ừ. Không nhỏ quá thì sợ nó... Nó gớt hả? Cái lúc mình trụng nước sôi á để nó thấm vô nó bị mềm. Cho nó hết cái chắc chát của nó đó. Kêu cậu sáng Tết về mua muối Tây Ninh về ăn để dành ăn cà na. Mua muối Tây Ninh về đổi cà na. Một hũ ke hũ muối là đổi một hũ hũ cà na. Cái này là mình chuẩn bị một nồi nước đường để nguội nha, rồi để mình ngâm cà na. Rồi mình rửa sạch qua nhiều nước cho nó chất chua chất chát hết nha. Lên nước bọt bọt đó là chua lắm á, chua chát. Để mình ngâm ăn cho nó ngon, nó không còn chua còn chát.
nấu nước sôi lên để mình trụng cho cà na trụng sơ qua, trụng cho sơ qua để cho nó ra cho ra nước chát. Dần ngâm vô trong cái thố đi rồi mới mất cái keo.